Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn cái nồi nấu EJC141. Nồi nấu có thể có dung tích là 1,5 lít, thương hiệu Lok Phần đáy hộp có ghi rõ thông tin của nhà sản xuất Lok Lok, nhà máy, đơn vị nhập khẩu phân phối Lok. Bên trong sản phẩm có hướng dẫn sử dụng nồi điện đa năng EJC 141. Kèm theo đũa. Có đế. Đế điện để nấu của nồi. Nồi rất chắc chắn, inox 304 sáng bóng. Trên bên trong lòng nồi có vạch min tối thiểu nước các bạn có thể nóng, và vạch mắc tối đa. Bây giờ mình sẽ test thử nồi nấu. Trên màn hình cảm ứng thì có nút nguồn nhấp nháy, các bạn bấm nút nguồn để hiển thị bảng menu điện tử. Trên menu nấu có chế độ nút đồ, cooking, multipot và warm là các cái chế độ nấu của nồi. Khi đó các bạn có thể chọn tùy chọn theo hướng dẫn sử dụng. Đây mình sẽ test thử cái chế độ nút đồ là nấu mì hoặc là đun nước. Các bạn chọn menu và nút đồ nhấp nháy và chuyển sang menu nấu nút đồ. Trên đồng hồ hiển thị cái nhiệt độ của nước ở trong nồi. Ngoài ra để chọn chế độ nấu nhanh hay chậm, các bạn có thể bấm nút tem để chuyển sang chế độ nấu nhanh chậm. Mặc định sẽ là số 3. Số 3 là nấu với công suất là 300W. Các bạn có thể chọn xuống là 1 là 100W hoặc cao nhất là 6 là 600W. Nên mình sẽ thử ở chế độ 600W. Sau khi chọn xong, các bạn ấn hit để nồi bắt đầu nấu. Mình sẽ mở nắp vung ra để các bạn xem theo dõi. Ở đây chúng ta sẽ thấy là cái nhiệt độ của nước đang ở trong nồi đang tăng dần lên. Và các bạn có thể quan sát nước ở trong nồi đang thay đổi rất nhanh. Nhiệt độ của nước đang tăng cũng lên nhanh chóng. Trong quá trình nấu, nếu như các bạn phải làm việc khác hoặc là chưa muốn bắt đầu thì có thể dùng nút cancel để hoãn lại cái việc nấu của mình. Các bạn thấy là nấu đun nước sôi rất nhanh và nhiệt độ tăng lên nhanh chóng.
mình sẽ đóng nắp đậy vung lại để kiểm tra xem là nhiệt độ lên đến 100 độ không các bạn nhé. Khi nhiệt độ đạt đến 100 độ, nước sôi thì nồi sẽ báo tít để báo hiệu là nước đã đạt. Các bạn có thể nấu mì. Sau khi test thử thì mình cảm nhận là bên ngoài nồi không bị nóng bỏng và rất là tiện dụng cho việc an toàn trong việc đun nấu. Ngoài ra thì các bạn có thể mang đi làm hoặc đi du lịch, rất là tiện lợi. Nồi thì dễ dễ vệ sinh, sạch sẽ, inox 304 an toàn cho sức khỏe.